Anh em đang cân về cái đường âm thanh của các loa mà đang kết nối các bạn. Âm lên 4 kênh. 4 kênh thì nó có chữ for các bạn. For là 4 ha. Hello Water Vigo nè các bạn. Lắp cho em hết ha. Mã loa này trong những cái mã khá hay về âm thanh luôn các bạn. Lắp vào vị trí cục D, nó không có bị rè khi mà chúng ta đánh, nó không có cạo vào màn loa ha. Là loa focal ha. Anh em đã thay loa focal. Có trung tâm là loa focal các bạn. Khách lại nâng cấp lên một cái cảm xúc nó cao hơn thì anh khách đã đầu tư cái DSP 10 kênh, âm ly 10 kênh DSP các bạn. Nhìn nó nhỏ, nó cực kỳ có vỏ luôn các bạn. Và thương hiệu của Made in Germany luôn các bạn. Hàng của Helix ha. Đây Made in Germany nhập Đức luôn ha. Anh thợ đang gắn cái cạc Bluetooth vào âm ly 10 kênh tích hợp DSP các bạn. Super focal các bạn. Cái mã này là trong những cái mã nhập Pháp nữa các bạn. Đó. Bên mình thì là đều có mã nhập Trung, nhập Pháp, nhưng mà đều là của thương hiệu focal chính hãng hết các bạn. À, cũng tùy vào gu khách hàng ha. Mình sẽ set up cho khách hàng một cái combo nó phù hợp. Còn đây là cái âm ly 4 kênh này các bạn. Âm ly 4 kênh chúng ta sẽ đi được 4 đường tiếng, sub hơi là kéo một đường, và lo cửa kéo một đường, trung tâm kéo một đường, và lo cục D kéo một đường các bạn. Anh em đang cân về cái đường âm thanh của các loa mà đang kết nối các bạn. Âm lên 4 kênh. 4 kênh thì nó có chữ for các bạn. For là 4 ha. Cái mã loa Water Vigo nè các bạn. Lắp cho em hết ha. Mã loa này trong những cái mã khá hay về âm thanh luôn các bạn. Lắp vào vị trí cục D, nó không có bị rè khi mà chúng ta đánh, nó không có cạo vào màn loa ha. Anh em cũng đang trong quá trình hoàn thiện cái combo siêu hay luôn các bạn. Đối với mình là siêu hay nha. Tại vì đây trong những cái combo đi về zin của em hết ở vị trí giống như là những cái lo cắm này các bạn. Là lo focal ha. Anh em đã thay lo focal. Đó trung tâm là lo focal các bạn. Đây. Nhưng mà anh khách lại nâng cấp lên một cái cảm xúc nó cao hơn. Thì anh khách đã đầu tư cái DSP 10 kênh. Âm ly 10 kênh DSP các bạn. Đây, món này ha. Nhìn nó nhỏ, nó cực kỳ có vỏ luôn các bạn. Và thương hiệu của Made in Germany luôn các bạn. Hàng của Helix ha. Đây, Made in Germany nhập Đức luôn ha. Đây trong những cái linh kiện được làm số lượng cũng hạn chế các bạn. Ở bên Đức làm thủ công ha. Đó, âm ly 10 kênh, có tích hợp USB. Khi mà chúng ta chơi cái này thì chúng ta sẽ tùy chỉnh nhạc qua phần mềm ha các bạn. Mà chứ chúng ta không chỉnh bằng tay. Giống như những cái âm ly không có DSP. Và kết nối cùng với đó là cái bộ cạc nữa các bạn. Bộ cạc này giống như là bộ làm cho âm thanh nó sẽ trong hơn. Bộ xử lý âm thanh trung tâm. Cái món này thì nó mềm hơn, giá nó mềm hơn, nó tầm khoảng gần 5 triệu thôi các bạn. So với lại cái cụm xử lý trung tâm làm cho tiếng nó trong hơn thì cụm đấy tới 17 18 triệu luôn ha. Thì xu hướng này anh khách cũng hay chọn. Anh em cũng đang trong quá trình hoàn thiện những khâu cuối để kết thúc gom gói âm thanh nâng cấp cho anh khách các bạn. Trong những combo siêu hay luôn ha. Tương chỉnh vào phần mềm các bạn. Rồi sẽ tinh chỉnh âm thanh. Đây là gắn cạc vào cái âm ly 10 kênh tích hợp DSP nữa các bạn. Anh thợ đang gắn cái cạc Bluetooth vào âm ly 10 kênh tích hợp DSP các bạn. Cạc Bluetooth. Tại vì khi mà chúng ta đi cái âm ly 4 kênh đó, trước đây thì anh khách cũng đi âm ly 4 kênh các bạn. Âm ly này ha. Nhưng mà khi mà âm ly 4 kênh
đưa vào cái hệ thống xe thì chỉ kéo được cái súp hơi phía sau, hai loa cục D mình đã chuyển chuyển qua mã Voltagio, một cái loa trung tâm đó là đủ 4 kênh rồi, còn 4 cánh cửa thì chưa có âm ly, âm ly chưa có kéo vô 4 cái loa này đó. Bây giờ mình sẽ lên cái âm ly 10 kênh để tích hợp luôn những cái loa ở vị trí này, những cái loa phụ cột vị trí này để kích hoạt đường tiếng cho nó lớn hơn các bạn, để nó khai thác hết cái công suất của dàn loa phụ cột inside khi mà mình lắp lại cho xe Everest nha. Mình phải chọn phương án này các bạn. Thường những cái âm ly mà trên 8 kênh thì nó phải tích hợp DSP, giá sẽ hơi cao nha. Còn ở cái phân khúc âm ly 4 kênh trở lại thì không tích hợp DSP, giá sẽ mềm hơn. Và bây giờ anh em đang hoàn thành cái combo bàn giao cho anh khách rồi các bạn. Ra hai trùng nhau trải nghiệm với âm thanh sau khi mình lắp đặt nha. Xa cách anh sau này anh yêu thương ai anh cũng thấy vui mà quên hết đi tháng ngày bên anh cái này chỉ đúng không? có bao Cái này tố đúng không? vắng mà có lẽ anh cố tỏ ra cao thượng khi chưa yêu cũ Đó. mất đi những lần anh xin lỗi thanh sẽ nghe trong hơn rất nhiều các bạn. Rồi khách hàng có nhu cầu nâng cấp âm thanh ghé bên Auto Style mình nha, rất nhiều combo để giới thiệu cho khách hàng về loa trung tâm, sub focal, sub hai focal, 10 inch phía sau âm ly, chúng ta có nhiều cảm xúc, nhiều tầng ha, âm ly 1 kênh, âm ly 4 kênh, âm ly 10 kênh có DSP tùy chỉnh luôn các bạn, âm thanh về loa focal, về loa cánh cửa ha. Vậy là bây giờ mình mới bàn giao xe Everest nữa các bạn, cũng gần 12 giờ ha, mình làm hết việc chứ không hết giờ các bạn. Quan trọng là khách hàng ủng hộ bên mình, mình sẽ tâm huyết với từng sản phẩm mình làm ra nha. Mình sẽ cân chỉnh làm sao cho khách hàng hài lòng nhất trước khi khách hàng nhận xe các bạn. Quá đẹp luôn. Xe Everest mà anh khách đi về full gói nội thất, âm thanh đấy các bạn. Quá hay luôn ha. Rồi, cảm ơn anh khách rất nhiều ạ.